sợ luôn. Còn một vòng nữa, một vòng cuối cùng. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Cảm ơn nghệ sĩ nhân dân Tự Long cùng với Thanh Vân đã đem đến cái quyền ưu tiên dành cho ba em nhỏ ngày hôm nay. Bây giờ thì ba em sẽ tham gia thử thách đầu tiên của chương trình. Nếu vượt qua nó, các bạn sẽ có cơ hội bước vào vòng trong nữa. Và bây giờ thì cả ba chúng ta sẽ tham gia thử thách như sau. Mình cầm cái vòng tre này, mình vượt qua chướng ngại vật ở dưới. Sau đó mình thảy cái vòng vào trong cái trụ ở trước đây là xong nha. Ba người hỗ trợ cũng làm như vậy. Mà tất cả ta phải thật là nhanh nha. Bây giờ xin mời con đọc đồng hồ cho chú Quyền Linh. Không không. Không không nha. Rồi, Vi, số mấy con? Không không ạ. Không không luôn, tất cả đều không không. Ai mà đủ cái vòng rồi, đưa tay lên, chú Quyền Linh sẽ bấm đồng hồ dừng lại nha. Đội nào có thời gian thấp nhất đội đó thắng nha Dũng nha. Chuẩn bị 3, 2, 1, xuất phát. Nhanh lên, cố lên nào. Đó, đúng rồi, cố lên. Đó, nó vào vừa là vào nha. Cố lên, cố lên. Mỗi đội chúng ta sẽ thực hiện tất cả các vòng đặt ra. Cẩn thận. Đó, làm sao cho nó cái vòng nó vào trong cái trụ nha các con. Canh cẩn thận. Canh cho nó kỹ chút xíu. Đó, không chịu canh. Canh cho nó kỹ vào con. Canh cho nó kỹ vào nha. Đó, đúng rồi đó. Nhưng nó không vào rồi. Đúng rồi, hai vòng rồi. Đấy, tập trung như vậy nha. Tập trung hết sức mình luôn. Nhanh lên. Ba đội đang quyết liệt để giành lấy. Hay lắm, ba vòng rồi. Bên đây mới một vòng thôi. Được rồi đó. Cố lên, bên đây còn hai vòng. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên, còn ba vòng nữa. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên nào. Vào luôn. Còn một vòng nữa, một vòng cuối cùng. Một vòng cuối cùng. Wow. Một. Hai. Rồi cuối cùng. Vào luôn, sát luôn. Đứng sát vào, đứng sát vào. Sát sát vào, không không sát người luôn. Không sát người vào. Trời ơi, nhanh lên. Cố lên. Không sát người luôn. Rồi, vào luôn. Xong. Mình chỉ thua vài giây thôi, được rồi. Như vậy là đội này về trước, đội này vài giây, đội này về sau, đội này vài giây. Chúng ta bắt đầu công bố kết quả. Chúng ta vừa mới đến một trong những thử thách rất là quyết liệt đến từ Văn Dũng, Thanh Hường và Khánh Vy. Chúng ta trao tràng pháo tay ủng hộ ba đội rất là quyết liệt luôn quý vị. Và bây giờ chúng tôi công bố kết quả. Đội đang có thời gian cao nhất là đội em Hường, 4 phút 12 giây. Đội có thời gian kế tiếp là 3 phút 51 giây, Khánh Vy. Đội đang có thời gian thấp nhất đó là đội Văn Dũng, 3 phút 47 giây. Bây giờ chúng ta chỉ hơn thua nhau có vài giây thôi các con. Cái thử thách thứ hai mới là quan trọng. Chúng ta cố gắng nỗ lực y như hồi nãy, nhưng mà nỗ lực nhiều hơn nữa các con nhé. Như lần sau các con không thi một mình đâu, mà con sẽ thử thách cùng với MC Thanh Vân, cùng với nghệ sĩ nhân dân Tự Long. Thưa quý vị, và bây giờ chúng ta lại đến với thử thách dành riêng cho nghệ sĩ nhân dân Tự Long và MC Thanh Vân. Tôn Hoa Sen hân hạnh đồng hành cùng mái ấm gia đình Việt. Đón xem Mái Ấm Gia Đình Việt phát sóng vào lúc 20h20 thứ sáu hàng tuần trên kênh HTV7 và 20h45 trên kênh YouTube Golden Moon Network.